Minh Mèo solo với bác lao công Thế bỏ cái chổi đi Này Ông già có cầm được cái bình nước 20 cân không? Hơi bị nặng đấy Cầm lên xem nào Ông mà cầm lên được là khỏe nên tài da đen nhá Ui, ừ, Cái bình nước nặng thế Tôi không cầm được đâu Thôi cậu bám vào đây à, Tôi chỉ nâng được cậu thôi Cái bình nước đối với tôi hơi nặng Tôi không khỏe bằng tài da đen đâu Này, thế ông có kéo xa một tay được không? Nhìn đây này Đấy, một cái nhá Ông kéo đi tôi xem nào Ui kinh thế Để tôi thử xem nào ơ ừ. 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 có vẻ cũng nặng đấy Hơi khó với tôi Riêng vào tay thì chích tôi chấp ông nữa Này Ui cái okay thế Đang vật thì tuột <laughs> Lần này buộc dây thì ông chạy bằng mắt Ui, nặng thế nhỉ, chơi hai tay này <laughs>